Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm mứt chùm ruột vừa ngon lại vừa đơn giản. Thì nếu thích món này đó thì mình mời các bạn cùng làm nha. Để làm mứt chùm ruột, ở đây mình dùng là 350g chùm ruột nè. Thì cái chùm ruột này mình đã rửa thật sạch rồi đó các bạn. Thì để làm mứt ngon thì các bạn nên chọn chùm ruột già. Chùm ruột già thì cái trái nó căng bóng và nó tròn như gì nè, và nó có cái màu vàng lọt á, thì các bạn làm mứt nó sẽ ngon hơn. Và đặc biệt thì các bạn nên chọn cái loại chùm ruột chua, làm mứt nó sẽ ngon hơn chùm ruột ngọt nha. Chùm ruột này mình đã rửa xong rồi nè, thì bây giờ mình sẽ cho vào nước muối để mình đem tủ lạnh mình để đông. Phần chùm ruột này mình để tủ đông được một ngày nè các bạn, và mình cũng gã đông xong luôn rồi nè. Và cái đoạn quay á, mình cho vào nước muối để mình đem tủ đông đó, thì mình đã làm mất cái đoạn đó rồi, cho nên mình chia sẻ lại nha. Thì mình cho vào nước muối nè, mình dùng nửa muỗng muối á, mình cho nước vào nó hơi ngập ngập như vậy nè, thì mình để tủ đông nó vừa nhanh và chùm ruột mình mềm hơn nữa. Thì mình bóp thử nè, đó, nó rất là mềm, nó dễ vắt nước lắm nè các bạn, và nó không có hề bể gì hết á, nó vắt nước nó rất là dễ. Và lúc mình sơn mứt á, nhìn nó còn nguyên trái rất là ngon. Giờ thì mình sẽ mang chùm ruột này đi sơ chế nó. Giờ mình sẽ chắc bỏ hết cái nước muối này nè. Giờ mình cho vào thau mình rửa sơ qua, rồi mình vắt cái nước chùm ruột luôn. Này các bạn, chùm ruột rất là dễ vắt nước luôn nè. Đó, mình làm cách này á, nó dễ vắt nước lắm, nó mềm lắm, mà nó không hề bể nha. Đó, và lúc này á, cái lần đầu tiên này mình vắt 50% thôi nha các bạn. Các bạn đừng có vắt khô quá, mình vắt khoảng 50% thôi. Thì mình vắt 50% như vậy đó, thì cái chùm ruột mình làm mứt xong đó, mình ăn có cái vị chua chua ngọt ngọt, nó ngon hơn á. Còn vắt khô nước quá thì nó sẽ không ngon, và chùm ruột mình nó cũng mau lại đường nữa. Đó, mình vắt như vậy là được rồi nè. Đã vắt lần thứ nhất xong rồi nè các bạn, thì mình cho lại vào nước và mình vắt thêm một lần thứ hai nữa nha. Thì cũng tương tự như lần thứ nhất vậy đó, thì các bạn vắt bớt nước giúp mình, các bạn vắt bỏ bớt là khoảng 50% thôi. Rất là nhanh luôn nè các bạn. Đó, mình đã vắt xong hết rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ mang chùm ruột đi ướp đường nha. Đây là cái phần chùm ruột mà mình vắt bỏ bớt nước nè các bạn. Thì mình xin nhắc lại nha, các bạn vắt bỏ bớt là 50% nước thôi, thì mình ướp đường nó mới ngấm. Thì lúc đầu mình căng cái lượng chùm ruột này nè là 350g, thì mình sử dụng là 230g đường, tức là 1 kg chùm ruột á là 650g đường đó các bạn. Thì mình sẽ cho vào thau để mình ướp đường luôn. Đó các bạn, mình trộn đến khi nào cái phần đường của mình á nó ra hơi ướt ướt như vậy là được nè. Nếu các bạn trộn đường mà mình thấy nó hơi khô quá đó, thì mình cho thêm một ít nước vào mình trộn nha các bạn. Nếu có bao tay á, thì các bạn nên trộn chùm ruột với đường bằng tay nha. Thì cái đựa nước trong chùm ruột á, nó sẽ nhanh ra và nó nhanh ngấm hơn. Chùm ruột đã ướp đường xong rồi, thì bây giờ mình sẽ để đây cho nó ngấm đường. Mình đang làm buổi tối nè, mình sẽ để sáng hôm sau thì mình sẽ đem đi xên. Phần chùm ruột này mình đã ướp đường được một đêm rồi nè các bạn. Nó đã ngấm đường mà nó tan ra hết rồi đó. Thì trong lúc ướp á, thì lâu lâu các bạn lại xóc đều lên nha, để cho đường nó nhanh ngấm vào chùm ruột hơn đó. Nè các bạn, nó ngấm chùm ruột nó trong trở lại nè, nhìn rất là đẹp nè. Bây giờ mình sẽ đi xên mứt.
mình sẽ cho chùm ruột vào chảo. Thì các bạn lưu ý nha, mức chùm ruột này mình không đủ đường hoặc là thiếu nước đó, thì nó sẽ không thành công á. Giờ mình sẽ chán cái thao này, mình cho thêm một ít nước nữa. Thì các bạn canh làm sao á cho cái nước chùm ruột nó ra mà nó hơi xăm xắp á là được nha. Giờ mình sẽ bật bếp lên, mình sên với cái lửa nhỏ. Thì các bạn nên sên với cái lửa nhỏ để cho cái mức chùm ruột mình á nó ngấm đường từ từ á, nó sẽ trong hơn và nó lên cái màu đẹp hơn nữa. Chùm ruột mình sên nè, nó chuyển màu từ từ rồi đó các bạn. Thì các bạn nên sên với lửa nhỏ, thì mình sên từ từ thôi thì nó sẽ lên màu đẹp hơn đó. Cứ tiếp tục như vậy đó các bạn, đảo đều và mình sên đến khi nào chùm ruột mình á nó lên cái màu đỏ đẹp như ý là được nha. Phần chùm ruột mình sên nè, nó lên cái màu như vậy là được nè các bạn. Đó, mình sơn từ từ á, nó lên cái màu tự nhiên vậy đó, lên cái màu đỏ nâu của caramel nó rất là đẹp luôn nè. Thì các bạn lưu ý là đừng sơn khô quá nha, mình sơn như vậy là được nè. Mình mà sơn khô quá đó thì chùm ruột mình nó sẽ teo tóp lại đó, nó sẽ không được ngon nha. Giờ mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp xong á, một lát mình để nguội á, chùm ruột mình nó sẽ trong và cái màu nó còn lên đẹp nữa đó. Mức chùm ruột mình sơn xong nè các bạn, giờ nó đã nguội hẳn rồi đó, thì cái màu nó lên rất là đẹp nè các bạn, những trái chùm ruột nó căng bóng luôn nè. Đem lại gần cho các bạn xem nè, nó rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Mức ăn chua chua ngọt ngọt, dẻo và nó thơm cái mùi tự nhiên của chùm ruột á, ăn rất là ngon luôn. Thì các bạn hãy làm thử để đón Tết nha. Đến đây thì cái món mứt chùm ruột của mình đã làm xong. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi được những video tiếp theo. Giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.